Hey, hello, Hiếu vừa xin chào tất cả các bạn nha. Sau khi chăm sóc cái tác phẩm bonsai dừa này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cách mà để các bạn chọn những cái dáng mà có dừa bonsai mà nó có gắn gáo, dáng nào, gáo nào để mà mình chơi cho nó bền. Chờ mình chút xíu nha, đừng có rời đi màn hình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Sau có thời gian dài để mình chơi bonsai dừa thì có những cái kiểu dáng bonsai dừa. Thì nếu mà nói về gáo thì nó có ba loại gáo: gáo vĩ đại, mình gọi là gáo to đó, rồi cái gáo là gáo tầm trung, là gáo mini, đó là phổ thông. Còn cái loại mà siêu mini thì nó ít lắm các bạn, cho nên là mình không có bạn ở đây. Dĩ nhiên là vẫn có những người chơi cái đó, nhưng mà mình chỉ nói những cái loại, cái dạng, ba dạng gáo phổ thông thôi. Rồi về kiểu dáng thì nó có những cái kiểu dáng giống như dáng bay, đây cũng là một trong những cái kiểu dáng bay nè, đó nó bay mà nó hơi chu cao xíu. Còn một cái kiểu dáng nữa là dáng trực, thì dáng trực thì mình cứ nhìn đại khái, cây này không phải là dáng trực, này là dáng trực huyền. Nhưng mà này, dáng trực, nếu mà dáng trực thì cái gáo nó nằm ở dưới và cái thân đứng thẳng như vậy. Còn đây là mình gọi là trực huyền nè, nó cũng trực mà nó hơi lắc chút xíu, nó chưa phải gọi là bay, bay thì nó phải nằm ngang luôn. Và một cái nữa là dáng đổ. Thì những cái dáng đó với những cái gáo mà cái kiểu như vậy thì khi mình chơi mình chọn cái loại nào là ok nhất. Nếu như các bạn chỉ chơi hàng mùa, những cái cây mà dừa tơ thì nó tầm khoảng chừng trên dưới một năm gì đó đi, thì cái dáng gáo này nè, thì cái dáng này là cái dáng mà là những cái người mà mới chơi là rất là yêu thích, bởi vì nhìn nó rất là lạ. Cái gáo nó được đôn lên như thế này mà nó nằm ngang, thậm chí là ví dụ như nằm như thế này đi đó, cái gáo nó bay. Mà đặc biệt là cái này mình gọi là cái dáng chu đích nè, là rất là nhiều người yêu thích. Nhưng mà cái nhược điểm của nó, cái thuận lợi nó là rất là lạ, nhưng mà cái nhược điểm nó ở chỗ là khi mà mình cái dừa mình treo gáo như thế này á, thì cái thời gian của nó, với lại là do một cái phần là di chuyển, là nó sẽ không có được bền bằng là cái dáng trực. Dáng trực thì nó ôm, dáng trực hoặc dáng trực huyền thì nó ôm. Thì bằng các bạn thấy nè, thấy không đó, nó nằm, cái gáo nó nằm, nó dính luôn ở dưới cái bề mặt mình luôn. Có thể mình đôn lên nữa nhưng mà nó vẫn nằm ở dưới. Trực huyền cũng vậy hả, là dáng trực đứng thẳng lên nó cũng y chang như vậy. Cái cây dáng trực của mình để bên kia xa quá mình không có lấy, để mình lấy chút xíu mình lấy cho bạn xem. Thì những cái dáng đó, những dáng trực như vậy thì cái khâu di chuyển nó rất là ok đó, nó rất là tiện. Thôi bây giờ để mình lấy luôn cái đó cho bạn xem nha, các bạn đứng chờ xíu đi. Cái dáng trực như thế này thì khi mà cái gáo, cái rễ nó ôm với gáo thì nó sẽ ok hơn. Rồi hay, video này đã đi được một đoạn đường rồi, các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp giùm Hiếu Dừa nha, để mình có thể mình follow những cái video hấp dẫn tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết mình về bonsai dừa. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh hoặc là bấm nút theo dõi nha. Xin chào. Đây đó, thì đây mình chỉ là phân tích thôi chứ mình không có nói là cái nào đẹp, cái nào không đẹp hết. Còn lựa chọn là do tùy các bạn yêu thích cái kiểu nào thì mình làm cái đó. Đây ha, đây mình chỉ tập trung cái này đó, gáo nè, đây dáng trực thẳng nè, cái cổ lên, các bạn thấy không đó, thì đó nó như vậy nè, đó cái gáo nó nằm gì. Có thể sau khi mà xong xuôi hết mình sẽ để một cái gì đó để mình đôn, mình để nhẹ đây nè, mình đôn mình giữ cái gáo. Còn bạn có thể thích bây giờ mình lấy ra thôi, trong khâu vận chuyển hay là mình để vậy nè, là cái gáo còn thấy nó chơi rất là bền. Sau này ví dụ như một năm sau nữa cái dừa vẫn sống mà cái gáo vẫn nằm im, thì nó nằm im thì là nó không có bị. Còn theo thời gian nha, từ khoảng từ 2 năm rưỡi đến 3 năm thì cái gáo này sẽ rớt ra, tùy theo. Có khi 2 năm nó đã rớt rồi, cái gì là mà nó hết trong đây nè đó, cái nào nó hết trong đây mình gõ mà nghe bóc 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 bóc, nó trống trong là bắt đầu nó sẽ rời. Đó là hiện tượng rụng gáo sinh lý bình thường thôi. Cái gáo nào cũng vậy, đến thời gian nó không còn dinh dưỡng đây nữa là cái dừa khi mà nó lớn lên nó sẽ bỏ cái gáo này ra. Nhưng mà khi mà mình đem về mình chơi thì cái tính thẩm mỹ nó vẫn còn. Thậm chí có những trái dừa mà nó đã rớt gáo, ví dụ như cái cây này ha, nếu như mà nó rớt gáo, cái cây này nó rớt gáo ra thì sao, thì nó trần trụi, mình nhìn nó không quen mắt thôi chứ không phải là xấu nha, tùy theo cái gu của mỗi người thôi. Nhưng mà mình muốn gắn gáo nữa không được, ok, các bạn có thể sử dụng keo và mình tìm những cái gáo khác, gáo nhỏ, gáo mini để mình dán vào đây mình chơi nè. Còn ví dụ như bạn yêu thích là để cho nó nguyên thủy nó luôn thì nên chọn cái gáo mà dán trực hoặc dán trực huyền đó. Thì cái gáo nằm phía phần ở phía dưới thì mình sẽ rất là dễ dàng mình
mình giữ là cái gáo luôn, cứ giữ hoài luôn, chơi cái dừa, cứ chơi hoài cái dừa, có lớn lớn nằm cái gáo vẫn nằm đó. Và khi cái gáo đã hóa thân gỗ này thì để ngoài thời gian, nếu mình có sơn BU là cái thời gian mình chơi rất là lâu, tại vì nó giống như cái vần gỗ rồi mình BU, nó ví dụ như có thời gian mình tưới nước thì nó bị mờ đi đó, mờ lắm đầu mình lại tiếp tục mình xả nhám sơ sơ cái mình quét BU lại là mình tiếp tục mình chơi thôi. Vấn đề là cây dừa của bạn, nếu mà bạn chăm nó sống được lâu dài thì nó vẫn ok hết đó. Thì mình tóm lại ha, nó có ba cái kiểu dáng về gáo, dáng trực nè, rồi dáng huyền, rồi một cái là dáng đổ. Là ba cái dáng đó là kiểu dáng đó là cái thông dụng nhất là trong cái việc mà chơi bonsai dừa. Mình đang nói là trực đổ hay là nó dựa theo cái phần gáo với là cái phần đọt ha. Đó giống như cái này nè. Cái này cũng là dáng bay nè. Dáng bay nè, dáng trực nè. Dáng đổ. Trực thì nó có trực lắc, trực huyền gì đó thì mình đẻo qua đẻo lại thôi, nhưng mà nó nằm chung, nằm trong những cái kiểu dạng vậy đó. Đây nè, cái này dáng nè, dáng bay mà bay là chu đích lên luôn. Đó. Cái gáo này trước mình sơn, cái gáo này là đó, cái cây này là cái gáo nó cũng là muốn lung lai à. Đó, thời gian sẽ lung lai. Nếu như mình các bạn không có biết dán keo hay gì, sợ về thời gian nó nè, nó đủ nó hết chất trong đây nó bọc thì nó sẽ rớt ra. Đó là hiện tượng bình thường nha, chứ mình cái này là không có tác động gì hết. Còn ví dụ như có thể là lúc mà di chuyển á, mình bị phần cơ học, hoặc là những cái gáo mà nó to quá như này mình bắt nó treo lên á, thì cái khả năng mà nó bị lực nó còn mới, lực nặng nó sẽ trì xuống và nó sẽ nhanh rớt gáo hơn. Đó là những cái kiểu mà để mà mình hiểu biết về đó, và các bạn có thể tùy theo mình lựa chọn cái kiểu yêu thích của mình. Và một cách nữa để có thể mình bảo vệ khi mà mình chơi những cái kiểu dáng này, mình có thể mình đôn cục đá hay gì đó mình kê cho nó vịn đây đó, nó giữ lại cái kiểu này thì vẫn chơi được nha. Đây là mình chỉ phân tích thôi chứ mình không có nói là cái dáng nào là cái dáng mà tuyệt vời hay là không tuyệt vời. Kiểu nào nó cũng đều có cái hay của nó, và cái gu sở thích của mỗi người nó không có giống nhau, thì tùy theo của mình chọn. Còn có thể là như trong vườn mình đó, là những cái kiểu dáng này dáng nào cũng có hết, và mình chơi mình thấy kiểu nào nó cũng có cái hay của nó theo cái giai đoạn và theo cái tâm trạng của mình mỗi lúc vậy đó. Và mình ứng dụng nó, mình làm theo cái kiểu khác nhau. Ví dụ như là mình có thể mình vẽ chữ, vẽ tranh lên đây, hoặc là mình gắn thêm những cái phần phụ đó để tạo cho cái tác phẩm mình nó thêm phần đa dạng và tăng cái tính thẩm mỹ của nó. Ok, đây là những cái chia sẻ của mình ha. Các bạn có yêu thích bonsai dừa thì nhớ tặng cho mình một like và follow những cái video mình đăng lên để mình chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình về cái bonsai dừa. Căn cứ theo đó các bạn có thể áp dụng, các bạn chơi theo, hoặc là các bạn áp dụng để các bạn chọn lựa cho mình những cái tác phẩm bonsai dừa mà theo ưng ý mình nhất để mình chơi. Xin chào các bạn ha. Cái video của mình đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy nếu mà có thắc mắc những cái câu hỏi như thế nào, bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ở dưới cái phần video của mình. Những cái hiểu biết của mình sẽ trả lời cho các bạn biết ha. Xin chào.